chào các bạn, 8 tiếng thứ 9 đã quay trở lại rồi đây. Vậy là chỉ còn một tuần nữa thôi là đã đến kỳ nghỉ mùng 2 tháng 9 rồi. Còn ai như tôi không? Thân thì ở đây mà tâm hồn đã ở những ngày nghỉ lễ. Nhưng từ từ đã, cùng điểm lại những tin tức hot hit nhất của sao VBIT cũng như giới giải trí trong tuần vừa qua cùng với 8 tiếng thứ 9 nhé. Sáng 25 tháng 8, chung kết Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2023 đã chính thức diễn ra tại Hồ Tràm, Vũng Tàu. Sau khi trải qua nhiều phần thi quyết định, Trần Thị Thu Viên, người đẹp sinh năm 2000 đến từ Sóc Trăng đã xứng tên Tân Hoa hậu Đại dương Việt Nam. Trần Thị Thu Viên sở hữu chiều cao 1m74, số đo 3 vòng lần lượt là 82, 64, 92. Trước khi đăng quang Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2023, Thu Viên cũng từng là Hoa khôi Đại học Nam Cần Thơ năm 2019. Thời điểm ghi danh cuộc thi nhan sắc, Thu Viên từng chia sẻ: "Em từng là một học sinh cá biệt trong lớp, luôn nhận về những lời phàn nàn và con điểm nhỏ. Phải thừa nhận nguyên nhân chính là do bản thân quá lơ là trách nhiệm với chính mình. Nhưng khoảng thời gian giãn cách Covid-19 là một thời điểm đặc biệt với cá nhân em. Nhờ tập trung vào giáo dục, em nhìn nhận ra lại chính mình và luôn đặt ra những câu hỏi. Mình muốn là ai? Mình muốn trở thành phiên bản như thế nào? Mình phải làm cách nào để cất lên được tiếng nói và đóng góp giá trị tích cực cho cộng đồng, xã hội?" Minh Hằng thông báo đã sinh con trai đầu lòng. Nữ ca sĩ Minh Hằng đã chính thức chia sẻ hình ảnh con trai đầu lòng kèm với lời tâm sự hạnh phúc. Chào mừng bé mỡ đã đến với mẹ sau 9 tháng đợi chờ ngóng trông. Cùng với chia sẻ của Minh Hằng là hình ảnh người đẹp cười rạng rỡ ôm con vào trong lòng trong sự chúc phúc của tất cả mọi người. Dưới phần bình luận, cư dân mạng dành lời khen ngợi cho bà mẹ trẻ Minh Hằng và gửi lời chúc tới hai mẹ con và gia đình. Theo chia sẻ, sau khi sinh, Minh Hằng và con trai đều có sức khỏe ổn định. Phần bình luận, cư dân mạng dành lời khen ngợi cho bà mẹ trẻ Minh Hằng và gửi lời chúc tới hai mẹ con và gia đình. Theo chia sẻ, sau khi sinh, Minh Hằng và con trai đều có sức khỏe ổn định. Trong tấm ảnh Minh Hằng chia sẻ, nhiều người cũng bày tỏ khen ngợi cho chăm sóc của bà mẹ sau sinh. Dù vừa mới sinh em bé nhưng Minh Hằng vẫn vô cùng rạng rỡ và xinh đẹp. Thư Trang khoe ảnh cận mặt quý tử, Cường Đô La khen đẹp trai nhất nhà. Cuối tháng 5 2023, nhàm Thu Trang hạ sinh con trai cho Cường Đô La, nhóc tỷ tên là Su Tin. Cặp đôi không giấu con, nhưng trong những hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội, họ không để lộ mặt con. Ngày 24 tháng 8, đàm Thu Trang lần đầu tiên hé lộ hình ảnh cận mặt của Su Tin. Cô hào hứng viết: "Con là Su Tin, mẹ con mê góc nghiêng của con quá rồi cô chú ơi." Tấm ảnh do cựu người mẫu chia sẻ, vẻ ngoài bụ bẫm, đáng yêu của Su Tin khiến người hâm mộ trầm trồ. Bé được nhận xét thừa hưởng nhiều đường nét của Cường Đô La, giống với chị gái Su Chin. Ngay dưới bài viết, Cường Đô La cũng bình luận: "Đẹp trai nhất nhà đấy, yêu cục kim cương của ba." Cường Đô La và Đàm Thu Trang tổ chức đám cưới vào năm 2019. Sau 4 năm chung sống, Đàm Thu Trang đã hạ sinh cho chồng đại gia hai thiên thần nhỏ là Su Chin và Su Tin. Nam em gây lo lắng khi để lộ cánh tay đỏ bầm kèm chia sẻ đầy tâm trạng. Vào tối 21 tháng 8, người đẹp nam em đã đăng tải những bức hình mới trên mạng xã hội. Hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long chia sẻ hình ảnh cận cánh tay và vai đầy những vết đỏ bầm khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng. "Thương chị vô cùng, mạnh mẽ cố lên nhé. Chỉ cần chị khỏe mạnh xinh đẹp thôi, mong rằng chị sẽ luôn mạnh mẽ, bình an." Ngoài ra, nam em còn để lộ thân hình mảnh khảnh, gầy gò. Kèm theo đó, người đẹp sinh năm 1996 chia sẻ nỗi lòng: "Như này mà còn nói chưa cố gắng, vậy như thế nào mới gọi là cố gắng? Khi nào mới được ghi nhận?" Sau đó, nam em tiếp tục có dòng trạng thái dài, bày tỏ cảm xúc. Cô cho biết luôn cố gắng nỗ lực, phấn đấu vì những khán giả yêu thương mình. "Chắc các bạn khán giả của tôi không hiểu được rằng tôi yêu các bạn nhiều hơn các bạn nghĩ. Tôi đã từng vì các bạn mà cố gắng nhiều hơn. Ngay khi tôi cảm thấy tôi không thể đứng dậy được nữa, thì các bạn chính là động lực để tôi phải tiếp tục cố gắng nhiều hơn." Nam em cho biết ít lên tiếng chia sẻ câu chuyện của bản thân vì người của công chúng sợ thị phi. Lâm Anh: "Tôi bất an, mất ngủ vì vụ ly hôn kéo dài. Dù cuộc sống đang dần ổn định nhưng Diệp Lâm Anh nói cảm thấy bất an vì phiên tòa ly hôn vẫn chưa kết thúc." Trao đổi với báo chí, Diệp Lâm Anh nói sau hai phiên tòa xét xử vụ ly hôn tranh chấp quyền nuôi con giữa cô và chồng cũ doanh nhân Nghiêm Đức, cô rơi vào trạng thái bất an, mất ngủ. Theo nghệ sĩ, việc tòa hoãn tuyên án nhiều lần khiến cô mệt mỏi, không tập trung hoàn toàn vào công việc. "Tôi chỉ muốn cuộc ly hôn sớm kết thúc để bản thân tập trung vào việc nuôi con. Mỗi tối đều nằm ôm con gái Burin hơn 4 tuổi. Tôi sợ mỗi khi thức dậy, đón nhận thông tin xấu, hai con không còn ở bên cạnh mình.
Giờ Lâm Anh bày tỏ bản tin tuần này cũng đã đến hồi kết. Đừng bỏ lỡ bất kỳ số nào và hãy ấn vào nút subscribe của 8 tiếng thứ 9 để chống tới cổ các bạn nhé. Và cũng đừng quên comment phía dưới những chủ đề các bạn quan tâm và đóng góp cho tụi mình với nha. Xin chào và hẹn gặp lại.